Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Anh Ba Phải, và ngày hôm nay mình chính thức comeback quay trở lại team nha các bạn. Và mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đặc biệt quý báu của các bạn để gửi đến mình những lời hỏi thăm trong khoảng thời gian vừa qua. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là mình cũng như các em trong team xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian trong suốt 4 năm vừa qua, hành trình cũng như đồng hành cùng mấy anh em mình, dành những cái sự ưu ái đặc biệt. Và nó là một cái khoảng thời gian cũng khá là dài, nhưng mà cũng đủ để chứng thực thấy một điều là các bạn yêu quý mấy anh em mình như thế nào. Và mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả nha các bạn. Anh im xí cái anh Vui. Vui gì kìa? Chỗ này là chỗ nào mà sao nó... Nó sao vậy? Nó đẹp chứ hả? Đúng là trời, bại mày luôn kìa. Đẹp không? Đẹp. À Phú ơi. Sao cơ? Cho em nói này cái. Như gì nữa? Không có thể nào giờ vô chỗ mát không? Đây nắng quá. À đấy trời ơi, đừng có nắng đâu. À chỗ này mát mà. Mát chưa, mát chưa? Mát rồi. Thì mấy đứa biết tại sao anh dẫn mấy đứa lên trên đây không? Sao anh Phú? Ủa mấy đứa không nỉ luôn hả? Mấy đứa không nỉ luôn hả? Ờ đi ra ngoài đồng tí này. Với lại đợt vừa rồi mắc Covid quá, hậu Covid chỉ nhớ nhận khá là sâu sắc luôn nha các bạn. Thì mục đích anh dẫn mấy đứa lên đây là dẫn mấy đứa đi ăn mừng 3 triệu người đăng ký. Biết ở đây không? Là ở đâu không? Công viên Phú ơi. À không biết công viên, nhưng mà khu vực này là anh nói chẳng hạn như là địa phận này nó ở cái ở đâu? Công viên luôn không? Biết. Ở thành phố anh Phú ơi. Chính xác, thành phố, nhưng mà ở quận mấy? Tòa nhà cao nhất thành phố đang nằm ở phía sau bên em mình nha các bạn. Đây đây là tòa nhà Leo Max 81. Và ngày hôm nay để thực hiện ước mơ của mấy em đó chính là, anh nhớ hồi trước ai đó có đề nghị với anh là lên thành phố và lên một cái điểm cao nhất trên thành phố để cho em ngắm được toàn cảnh thành phố. Ai ta? Đó, đây Đặng nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện ước mơ của Đặng. Mấy đứa kia có thích không? Thích. À thích ké ước mơ của người khác ha. Dạ. Tội cho ké luôn, mà tiện thể mấy em mình sẽ ăn mừng luôn nha các bạn. Mà em có ý này nè anh Phú. Ý gì cơ? Là anh dẫn chỗ nào mà rộng rộng mà thoáng mát á, chỗ nào mà bay bay xíu xíu á. Là chỗ nào? Là giống như là giống như bay bay mà bỏng bỏng anh Phú. bay bỏng bỏng thì cái chỗ nào mà mênh mông rộng lớn á, không ai làm phiền á. À tao có rồi Đặng. Rồi tao dẫn mày ra sông Sài Gòn tắm. Mày nhiên dẫn nó ra sông Sài Gòn làm gì? Tao nói đúng rồi, mày muốn mênh mông rộng lớn nè, ra sông Sài Gòn. Thôi đừng có chọc Đặng nữa. Sao muốn chỗ mà rộng rãi thoáng mát mà không ai làm phiền, cũng như là được thả lỏng thả hồn vào gió, là giữa cái sự mênh mông đúng không? Đúng rồi anh Vũ. Anh sẽ dẫn cưng lên cái gọi là cái hồ tắm, hồ bơi. Và hồ bơi đó có tên là hồ bơi vô cực cao nhất Sài Gòn trên tòa nhà Lay Mắt 81 nha các bạn. Ngay bây giờ. Sao sao thích không? Thích chưa anh Vũ? Lên nó tắm nhớ là ngắm cảnh tắm, nó trải nghiệm thôi nha, chứ đừng có đu ra ngoài giùm anh nha. Chứ bay đu ra ngoài là bay bổng đi chang như Đặng nói luôn đó. Bạn Phú ơi. Sao? Tắm cho nó cao quá có nằm bị trúng gió anh Phú. Em thấy cho anh cao quá gió thổi mất trong bị trúng gió nữa. Thôi không mấy thằng này dưới mấy em đi ha. Ok đó. Thằng này dưới mấy em đi. Thôi ok thằng đi. Thôi không để các bạn cho lâu nữa. Như gì nữa? Cái hồ bơi đó tên là vô cực phải không? Đúng rồi. Tắm xong có sức mạnh liền. À sức mạnh vô cực hả? Vô cực luôn. Ờ mấy đứa coi phim nhiều quá đó. Thôi em giờ đi luôn nha các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa. Let's go. Let's go. Đây nha các bạn, hiện tại là anh em mình đang trên tầng 47 của Landmark 81 nha các bạn. Nè các bạn có thể thấy view nè. Các bạn coi đi. À, hiện tại mình có thấy cái hồ bơi bên kia kìa. Không biết phải hồ bơi đó đâu. Ôi. Nói các bạn ha, lên đây là chỉ có good job mà thôi. Chị Đánh. Sao nó cao dưới mày? Còn nữa kìa. Thì ở 81 tầng mà. Như hồi nãy mình lên 48 xong tụt xuống còn 47 phải không? Yên tâm hôm nay anh bao, anh còn tiền. Dạ yeah. Ừ, chơi đi. Chơi game, ừ, hôm nay anh em chơi nha. Hôm nay mình sẽ tiêu đúng cái này rồi. Cái gì ở sao lâu giờ tới nhìn luôn. Đây đây bình tĩnh, tới liền đây các bạn. Trời cái gì vậy? Đó, hồ bơi rất là đẹp nha các bạn. Sao được không? Wow. Quá tuyệt vời. Ủa cái gì vậy? Đấy các bạn, hồ bơi. À, khoan đừng nhảy. Mày đừng có chạy tao. Từ nè. À không mấy mình thay đồ ra được không? Thằng kia là gì? Mặc đồ này nè. Mày đừng có chạy tao, mày thấy đẹp đúng không? Đứng, từ từ. Bình tĩnh, gấp nhảy. Tao có nhảy đâu. Rửa tay luôn kìa. Làm gì vậy? Mát quá anh.
Tại vì mấy đứa tập trung đây đông vậy hả? Dạ, đủ mày luôn. Hai hồn mình đi ra đây quay gì kỳ vậy? Hả? Gì gì? Em khu mực khen thôi. Tốt nhất là đừng quay mấy con khu mực có anh em. Anh tự nhiên không ra tắm đi làm gì trời? Anh đi lên trước đi, hỏi mấy anh em ra liền luôn. Ok, đợi mấy đứa cho tụi le le nha. Anh tắm nữa. Chị bị cỡ mà anh đi lại nữa rồi. Lẹ đi chỗ thay đồ lẹ đi. Để em tay bikini ra thấm cho đã. Quá chuẩn luôn. Trời có bikini luôn. Ông thằng làm gì đây? Em cỡ dài lắm quá. Bạch tinh thúi. Nàng kỳ thằng. Em quên nữa. Không chưa có dài. Sao gì Út? Kêu gì cơ? Rồi dính luôn. Gì vậy? Cửa đóng không được quá rồi. Trời ơi, thay đại đi, ai đâu nhìn. Kè đóng nè, kè. A few moments later. Rồi sao mấy đứa sẵn sàng chưa? Đi thôi. Sao mà đi tắm hồ bơi mà mặc quần sọc, quần tà lọn như không vậy? Mặc vậy nó mới chấp anh luôn. Mặc bikini nó mới chấp. Ủa trời ơi. Mấy anh em mặc đường, mấy anh em mặc lâu rồi luôn. Hả? Mấy anh em mặc đường, mấy anh em mặc lâu. Ôi dở quá, đi tắm hồ bơi mà cái quần này sao thoải mái. Mấy mình cởi ra mình 80, cởi trên đống chuồng này nó cái giống hồi nhỏ nhỏ đó. Nãy giờ mặc trong cái quần anh Phúc. Tao lấy mày gà. Em thấy cái nhà tắm này không giống cái nhà tắm bên kia anh Phú. Nhà tắm gì? Cái nhà tắm này nè. Nhà tắm gì là sao? Không hiểu. Cái nhà tắm thay đồ anh Phú để tắm á. Nó giống nhà tắm nào? Không có giống nhà tắm khách sạn của mình. Là sao chưa hiểu, chưa hiểu. Là sao nói là có nghĩa là cái nhà tắm này nó không có giống cái nhà tắm khách sạn của mình. Thì mỗi nơi phải thiết kế kiểu khác nhau chứ sao vậy, sao giống được đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mới nãy em thấy cái bịch chỉ trọng á, em tưởng đâu cái bịch xà bông. Cái em xé ra em thấy nguyên cái gì mà hình tròn y chang bong bóng vậy anh Phú. Rồi sao nó dai nhách à? Cái bắt đầu em mới thổi, em thổi hoài không được, em đưa nhã thổi luôn nè, thổi hoài không được, cái em mới nghĩ ra là em đút nó vô cái ống nước xả nước ra. Như vậy nó bự vậy nè anh Phú. Em còn đem là em đâm vô ngõ rồi. Nè em nhã ném qua ném lại không bể, cái tự nhiên nhã lấy cái lược chà chà cái nó bể luôn. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nó là cái gì vậy? Không biết nữa mà nó da nhách à. Từ sâu qua đầu. Đúng rồi, em đúng. Thấy cái bịch gì hình vuông nó nhỏ. Chắc tới con chừng quá, hiểu rồi. Gì vậy? Xạo chó, xạo chó. Giờ này không biết được à? Thôi, không phải bây giờ mình xuống tắm được không? Bốt tấu hài đi. Thôi, nhảy xuống tắm đi các bạn. Quang. Mấy con yêu nữ kia đâu rồi? Hả, hồi nãy em thấy nó qua quán cà phê mà nó kêu chà đào anh. What the hell? Qua quán cà phê mà kêu chà đào. Gì nó thích ai vậy? Nó kêu sao mũ lượng nữa kìa. Rồi xuống tắm đi mấy anh hai. Còn chơi gì nữa? Mà khoan anh, để thử có nước nóng không? Hồ nước này mát lắm nha các bạn. Ê! Chưa có gì gì. Xuống kìa. Cái giò em bị thương nên em không xuống được anh Phúc. Bị gì? Cái giò em bị thương. Đâu? Như là anh Phúc. Ôi, vụ gì nữa hả? Bữa em về em dẫn nó đi mua đồ đâu á, em không biết. Chạy ngang em á, mà lúc đó em đang chạy xe của anh em. Xe Honda á anh Phúc. Em chạy mới đi chơi về có không? Em thấy gậy đặng đi ngang. Khoan, gậy đặng là ai à? Anh biết rồi con hỏi. Ai? Ê, khó nói quá anh Phú. Thì nói cho người biết bình thường đúng không? Gậy anh đặng là ai nói cho con nhàn chứ ai? Ai? Con nhàn đó anh Phú. Trời ơi, lạ trời, rồi sao? Em ơi. Em ơi, em ghét lắm Phú. Ừ. Cái mắng nghìn nghìn nè anh Phú. À. Cái em ơi. Cũng như em thể hiện cái sự mạnh mẽ của em anh Phú. Thể hiện sự mạnh mẽ là làm gì nữa? Thường thường người ta bước là bước xuống xe là người ta bước cái bên không có bô đúng không anh Phú? Đúng rồi. Cái em bước cái bên có bô, em vừa bước xuống cái chân em đụng cái bô, cái xèo cái rồi. Thôi bùi thịt nướng đúng không? Đúng rồi. Ôi là trời. Tay quá trời luôn. Em thì thể hiện bước xuống cái bô, đưa cái chân vô cái bô, chân bá đạo lắm rồi đó. Em nói thiệt lần nào anh Phú. Nhỏ nó xấu hơn vợ Chí Phèo nữa chị, mà nó cũng thể hiện được nữa. Đặng nó đứa liền. Rồi tắm đi bên này. Ê, tắm sao giữ kỹ cái quần nha. Ở dưới quê tụt quần không thấy, chứ ở đây tụt quần là thấy cái quần mà thấy luôn cái những cái mà dưới thạch. Hết. Lúc đấy này cả nhà. Lúc đấy. Đó Thành, bình thường cứ bơi ngầm dưới nước, sao bơi lại cho mọi người coi Thành. Hồi xưa Thành mới biết bơi, Thành bơi ngầm dưới nước kiểu này nè các bạn.
À bơi cái đó đó, hồi xưa mới biết bơi cái đó đó bạn. Ồ là trời, hai cô này nãy giờ không lo tắm đi đâu hả? Ơi, em mới đi uống trà đào về đó anh Phước, mà khổ nỗi nào là em đi uống trà đào đúng không, mà em đi vô quán cà phê sao em kêu đi trà đào là cái chú kia là phải chạy mua trà đào cho em thấy lâu quá cái em đi lên đây luôn. Cưng là số 1 đó. Còn em nữa. Sao? Em vô quán cà phê em uống một bé. Vậy còn hai nữa bà nội. Nghĩ sao vô quán cà phê người ta kêu bé? Tại vì em không biết uống cà phê nên là em kêu một bé uống đỡ, mà không có bán một bé nữa chứ. Hai đứa vô quán cà phê chắc người ta còn hay não lắm mà. Rồi sao, có định tắm không? Thôi anh Vui. Nước trong quá nhìn sợ quá. Nước trong mình sợ. Thì kiểu như là tắm nước đục rất quen đúng không? Nhìn nó sạch quá anh Vui. Sạch quá, ngày tắm hay gì? Ngày tắm. À, không, mấy ở trên này ngồi chơi đi hai con, mấy đứa kia tắm. Thôi tắm không? Thôi ngày tắm nhưng mà thôi xuống lại đi. Kiểu gì? Ngày tắm mà xuống lại hả? Còn Thanh Linh nãy giờ nè bị chết nước. Công nhận đứng từ đây mà nhìn ra ngoài kia phiêu thiệt ha. Ê mày. Gì mày? Cái này mình chèo ra ngoài một cái mình thả hồn vào gió chắc chiêu lắm hay mày. Mày đừng nói với tao là mày muốn nhảy ra ngoài nha. Mà mày nghĩ coi đúng không? Cái này mà mình nhảy ra ngoài một cái măng toan mấy vòng chắc đẹp lắm hay mày. Tại mày kìa, mày mới tưởng tượng tao la giùm tao cái đi, vô tắm này không có nổi. Hả? Làm gì đặng? Ừ. Làm gì vậy? Gì mày? Mày làm gì vậy? Uống nước chứ gì mày? Công nhận nước ở đây nó trong mà trang nước là vì người ta. Vũ thôi vậy? Cái gì nữa? Trời ơi, trời, nước này mà mày đi uống mày khùng hả mày? Tao thấy có gì đâu, nước này cũng giống như nước nhà tao đâu mà, nó sạch hơn nữa. Mày uống thiệt luôn. Thiệt. Mà nước này mùi vị sao này? Nó ngọt ngọt rồi mặn mặn tanh tanh lắm. Trời ơi là trời. Mày vũ không? Thôi mày, mình mày uống mày bị ải chỉ được rồi, đừng có kéo theo tao nữa. Nước ngon vậy mà nó chê ta. Sao mặt đâm chiêu chứ anh Thành? Đâm chiêu đâu, đang buồn luôn á. Buồn vô vậy? Từ lúc tao buồn tao không biết chia sẻ với ai luôn. Mà anh buồn vụ gì? Mặt anh lúc nào cũng tấu hài mà buồn buồn gì? Tại mày không biết đó chứ, tao nhiều tâm sự lắm. Mệt anh quá anh ơi, nay đi chơi mà buồn cái gì? Ủa mày vụ gì á, kể em nghe ơi. Ê mà tính ra mà cũng nhiều chuyện lắm luôn á. Em chùm nhiều chuyện mà anh Thành. Mà mày muốn nghe không? Kể đi. Thì chuyện là con chó nhà tao, tao không biết sao mà tao thua luôn cả nó nữa. Nữa hả? Vụ anh với con chó nữa hả? Thì bữa hổm tao có kể vụ con chó đó, nay tao thấy bức xúc tiếp nè. Mày biết không, tao ghét con chó cái nỗi mà tao đem chó ra đường cho tao bắt mà tao không bắt mày. Ủa bắt mày là bắt em á hả? Không, ý tao nói là con chó á. Mà làm gì anh có thù với con chó chứ hả? Thì chị tao á quan tâm con chó còn hơn tao nữa cho nên tao tức tao ghét. Anh vậy là chết rồi anh Thành ơi, anh mà đi so với con chó cho ghét nào anh thua con chó. Ê tính ra mày đang chửi tao luôn á Nguyên. Chuyện vợ con nhớ hết bà tám rồi tới bà chín. Kể em nghe xíu có gì đâu. Ủa mà vụ gì hả Nguyên? Thì anh Thành anh đang so sánh ảnh với con chó đó. Không mấy hay đây né tao ra giùm được không? Tao buồn rồi tao nhảy xuống dưới luôn bây giờ. Sao anh kỳ quá à? Mỗi lần anh buồn cái là anh đòi nhảy cầu à. Ở đây không có cầu đâu nha anh Thành, ở đây chỉ có lầu thôi mà đừng có nhảy lầu nha anh Thành. Ê mà tính ra tao chưa suy nghĩ tới luôn á. Mà mày nghĩ tới trước tao là mày hay rồi đó Ngân. Anh Thành mày đặt nhảy cầu đồ. Hồi bữa nhảy cái cầu đó chích xình thì có chứ phải chích đuối đâu. Phải có miếng nước nào đâu. Có ai mà như thằng Thành đâu mày ơi, nhảy cầu mà cho người ta biết trước không à. Ủa mày làm gì vậy nhỉ? Nãy giờ tao tắm ở dưới lạnh quá mày ơi, giờ lên khởi động cho nó nóng người nè. Mày chết tao. Mày đã
Ngưng. Ngưng. A few moments later. Sao mày giết tao nữa nhỉ? Ôi mẹ ơi, tao giết mày mệt quá, tao nằm đây nghỉ mệt chứ. Mấy nay mình mới tắm mà thay đồ xong nha các bạn. Sao tắm chết rồi hả? Mày đã quá anh Vui. Nước tới chua quá anh Vui ơi. Chua hả? Chua lẹ con bé à, nước có cốt anh. Không, mình thấy nước nó bình thường mà trong, nói chung là rất là trong và sạch nha các bạn. Bây giờ mấy nay mình sẽ tiếp tục đi ăn để tẩm bộ. Tắm lâu quá xong cứng quay đầu nó anh. Tẩm bộ xong hả? Đúng rồi. Đi ăn đi chơi, nói chung là ngày hôm nay là anh mừng 3 triệu người đăng ký cho nên trời xả láng, sáng mày về sớm luôn được không? Cái anh này nè. Nói gì? Nãy anh đẳng nó uống nước cho hồ bơi luôn á. Có. Rồi. Có. Cái kiểu nước uống nước hồ bơi. Nó nói rồi. Nước đó giống như nước lọc ở nhà nó vậy đó. Vậy luôn. Sẵn lên nữa. À hả. Ngọt mà nó ngon lắm. Ừ, tối nay Tào Tháo sẽ hỏi thăm em thôi. Nha. Rồi mấy nay mình vô trong nhà hàng nha các bạn. Đâu, đâu. Cái gì mà đẹp dữ vậy anh Phú? Đẹp không? Vô bàn ngồi liền. Chờ đợi gì nữa? Gì hả? Con gì đấy anh Phú? Pokemon, Pokemon. Mục đích là gì nhỉ? Mới bớt nhỉ? Gặp em... cái gì cũng xu hết nhỉ? Vô em vô luôn đi em. Đó cũng để gì nè. Đặt tay lên thử nha luôn. Có gì đâu. Để chắc để ghét đó anh Phú. Thì sau khi mấy anh em mình đi tắm xong thì sẽ phải bồi bổ năng lượng để có sức khỏe tiếp tục quay video cho các bạn cùng xem nha. Nên mấy anh em mình sẽ ăn bò nha các bạn. Thôi cũng chen nha. Để cho nó sung sức lên để đi quẩy nữa. Quẩy nữa hả? Vô, em thấy hiện đây có gì nữa. Sao không để mấy cái điều nhỏ nhỏ quá vậy kìa. Ê, anh đánh vậy? Quẩy quá. Vô ơi. Vô. Nếu mà ăn xong á anh tính tiền em bỏ này vô báo anh đem về được. Cái nào đáng lấy em. Đáng lấy anh Phú. Ừ. Wow. Các bạn đáng thấy nè. Em kêu xe tải em chở về luôn. Mày là giá trị lắm nha. Theo mày nó không đúng không? Kiếm cưa nè, kiếm cưa nè. Kiếm cưa này cá cá. Lấy 10 cái lỗ hay xẻ. Ý hả? Em lỗ. U la trời. Thì sau khi thống nhất thì mấy đêm mình sẽ gom hai bàn thành một nha các bạn. Có vẻ như hai chai nữ của chúng ta bên này được ẩm cho một cái lậu khá là lớn. Hai người sẽ ăn món đắt nhất ở đây và bự nhất ở đây. Hai người ăn một cái lẩu là dư sức luôn anh Phú. Biết mà hai đứa là dạng như là cái bụng của hai đứa là hố đen. À. Lắm mà anh lộn rồi đó, anh lộn với mấy ai rồi á. Lẩu này vô rồi. Lẩu này chỉ dành cho quà thôi. Lẩu chai. Mấy quà thượng. Chị muốn gì chưa? Anh thịt nhiều em rồi. Em kêu cho anh Phú. Mày để tao. Gặp tôi bây giờ. Quán rồi. Đây đi. Kêu đi. Ủa? Mà cầm cái này chia ba. Thôi. Thôi đọc rồi. Thôi để tao kêu cho nè. Tao kêu nước uống nè. Ba uống. Cứ để anh. Anh lấy em. Đây. Giờ khỏi cần điều điều luôn nè. Em biết trong này có món gì nè. Món gì? Lấy con 6 ly xăm mỗi lượng đi. Có xăm mỗi lượng đó hạnh. Mày để tao. Tao là người thành công luôn. Có lo đi riêng. Mày để tao. Mình phải chọn ở dưới cuối debut mới có nhiều món. Ủa này nước mà. Ừ.
Con bỏ qua bên đi mấy bà, lựa đồ ăn quà đi cho nó coi đồ chay không. Món lẩu chay chưa? Đây. Còn nấm cái kim chi nữa không mà bắp kìa. Ồ rau củ cải không mà không có thấy món thịt gì trên. Hạnh lá. Cô ơi lấy con mấy cọng hạnh. Ăn cái lẩu chim chép nha. Ơi, lấy kêu nước kêu hộp é cho em nha, sao em đi chưa đủ hộp é nó giờ nghèo lắm rồi. Em muốn trà đá cho anh Phú, giờ em đổi món rồi. Trà đá ha. Dạ. Tính ra đi với mấy cái này đỡ tốn mấy đó. Đúng rồi. Không mấy bây giờ mình cho nó ăn một cái lẩu gọi là lẩu ốc bưu vàng đi. Đúng rồi. Anh Phú ốc bưu vàng chưa? Chưa đúng không? Này anh kêu chấm nước anh. Hai. Như người ta. Năm. Ui, nước bát nè mày. Nước bình bát. Sáu. Rồi, không bỏ nữa. Ờ, lâu. Tôi học lại toán nha. Lấy cho chín. Chai nước suối đa sani. Tiếng Anh chậm vậy tại. Nước suối mới là anh Phú. Nước suối đa sani hả? Thôi dạ. Dạ sani. Mà không mấy này mình ngồi ngắm thôi khỏi ăn luôn được không? Đỡ tốn. Kêu cái món lên thôi. Ngửi rồi anh Phú ơi. Ngửi đây khỏi anh nè. Bây giờ anh cũng thấy rồi, bây giờ là mình kêu che gì anh ảnh. Bây giờ mình kêu che gỗ gắn lục ra đi. Còn mấy em mình nhâm nhi. Ê, hồn trứng thì trúi. Ôi, ghét. Cũng tay. Là mấy về, ê, làm vậy lâu quá rồi, mấy nay mình chưa quay lại, mấy nay mình trở về đi rồi hột chuối nha. Gũ gắn lục anh Phú ơi. Dạ em không hột chuối nữa, không hột chuối đau bụng quá. Anh ơi, làm hết cái menu này cho em. Menu nước luôn nha. Được rồi ghẻ ơi. Mà ông ghẻ đây tính tiền. Ờ, mà ông ghẻ đi, tính tiền bán ghẻ luôn. Ủa tính ra mấy đứa order chưa? Rồi. Biết order là gì không? Nhá muốn nhá muốn. Order là gì anh Phú? Order là gì không biết luôn. Gọi đó. Gọi món đó. Nè, lẩu cá chép nè anh Phú. Ui đây. Ui đây. Chưa có gì luôn các bạn. Ui đây. Làm gì làm gì? Công nhận này có mấy cái món vũ khí độc lạ quá anh Phú. Vũ khí gì? Nè. Có kiếm luôn nè. Kiếm cái gì rồi kiếm? Con này á. Là cái thề chung với cái muỗng. Cái muỗng mày ơi. Cái mùi, cái mùi, cái mùi. Cái mùi, cái mùi. Nói đồng hàng ra là cái mùi. Mùi. Ờ, cái mùi chứ không phải cái mùi nha. Đồ lao thì bên tướng. Ô là trời. Mà cái đồ nghề của ta mấy ông ta làm kiếm múa. Dạ rồi, cảm ơn chị. Có cái lọc. Nghĩ sao mà nó lấy ra nó quánh lộn bây giờ quánh kiếm quá. Lộn lên 2 phần 19 rồi. Ồ, đồ ăn lên rồi mấy đứa ơi, cảm ơn chị nhiều. Ê, bày à. Đấy. Rồi cảm ơn mấy đứa rồi, mấy đứa làm gì làm đi nha. Ủa anh Phú. Hả? Anh cho cái đó một dĩa, anh một dĩa rồi tụi em ra. Tụi cưng hửi hơi thôi. Trước khi ăn em sẽ review đôi đũa này. Không mấy cưng review món ăn này, đừng review đũa. Thôi em review đôi đũa. Ờ. Review đôi đũa phải cái gắp nè, phải review cái đũa. Ơi, đôi đũa này. Không biết sao mà người ta kỳ quá à. Sao không là vậy, mà lại là như vậy. Ý là sao mà không hai cái màu giống nhau mà lại là một màu này một màu kia. Tiên nha, mình để nó trong giúp em ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Xong chưa? Review xong được đổi chưa? Rồi, tới em tiếp luôn. Ờ. Khoan. Ôi, không biết. Ô lạ tao. Ui, chưa gì luôn á. Không mấy mấy em này mày ăn đi, bên kia làm nhanh quá. Em review nó tiếp không? Ờ. Chết quên. Mời các bạn nha. Anh rồi mới mời. Lại bà Nguyên này chứ. Này như cọng mì. Nói gì nữa? Nó giống mì trứng. Được gọi là mì trứng. Nói gì nữa? Rồi nó có hành, ớ lộn, có tỏi. Nên nó được gọi là mì trứng có tỏi hết. Ôi chết anh. Em nói là bây giờ mình phải có bằng một chút xíu. Anh mới nói chung là từ bệnh viện ra thì mới em, phải em mới gấp cho anh nè. Rồi anh không phải là rồi. Thì có mình Thành Lát là thương mà quan tâm anh nhất phải không? Vậy thôi cuối tháng tăng lương cho em nha. Có luôn hả? Còn không? Thôi. Wow, ngon quá các bạn. Cái này của em nhanh không? Dạ. Ui. Anh Phú có đợi em review cái nữa không? Không, không mấy thôi để mình ăn đi. Mình đừng review nữa được không? Mình ăn thôi. Đây các bạn, cho các bạn coi nè. Wow. Cái này đá mà. Cái này giống nước lọc quá nè. Nước lọc chị hấp của mình đau rồi trời ơi. Thật là cái con mì anh kìa. Em sẽ lại chiếc cổ em thôi. Đây kìa. Điều anh Phú. Không biết cưng này từ từ anh làm được không? Chứ cưng làm sao giống cho trẻ heo anh quá. Me, I know you tell me to lie. And I go, I go, yeah.
Chứ cầm quay ăn không ngon đâu. Chắc chắn vậy này, mấy đứa ăn ngon chứ ăn không ngon. Quay không à? Cô hái thì cào. Đâu đi? Cũng là trời. Cái cây nhựa đó này. Wow. Anh nghĩ mấy đứa không biết ăn món này đâu. Cái gì em muốn? Món này nói chung là nó cũng hơi độc lạ xíu để ăn biết chưa. Em biết chưa? Review cho mọi người coi. Ok. Cái này là gì? Dịch quay Bắc Kinh hả? Là dịch quay Bắc Bắc. Đó lại là dịch quay trong nồi. Dịch quay Bắc Giang nha mọi người. Tính là chưa review luôn các bạn. Nghe nhìn đi. Để cho anh vô. Mẹ đi. Alo. Alo. Ở đây chứ anh đi nha các bạn, anh là biết ngon hay dở đây nè. Ở trước luôn nè. Bạn bạn nha. Chấm cái này đúng không? Quốc. Sao luôn. Ấy chưa. Chưa có chút. Còn nước cắt nữa. Làm lại miếng cắt. Nước chấm. Khoan khoan, em làm trước đi. Nãy anh nên làm lại ba lần đó. Hết cái gì đó. Đây nè, bạn nè. Rồi. Mình cũng mời các bạn nha. Không, mời thôi. Dạ. Không muốn rồi. Anh cho em ăn không? Ăn chứ. Thì đó, em mới đặt cả ông anh nha. Mời các bạn ăn nha. Mời bạn ăn nha. Mày đặt cả ông đi nha mày. Ủa Nguyên sao mày không thêm cái câu mà bá cháy bụi cháy chó á? Thôi câu đó của Hòa Thượng tao không nói được mày ơi. Này chín rồi nha bạn. Bây giờ anh em mình thử nha. Cái lẩu này nó có hai ngăn luôn nè bạn. Thử miếng thịt bò. Mời bạn nha. Khỏi chê luôn mấy bạn ơi. Đã. Ý. Bên kia sao mày không ăn qua đây hoài mày? Bên kia chưa xôi, qua đây ăn đi. Vậy luôn. Chứ sao? Ăn không nè. Không ăn không? Ủa? Trời ơi, chị trả lời mà. Ăn thịt tôm nhé bạn. Thôi ăn thịt rồi. Mười hai điểm nhé bạn. Đúng rồi các bạn ơi. Quen không biết tới gì hết trơn á. Không biết mời người này mời người kia. Mời tao nè. Mời bạn quen nha. Ngon quá bạn ơi. Đúng rồi. Thử thế nào. Wow. Ôi trời ơi trời.
từ gì mày? Nãy mày ăn ké bên kia giờ tao ăn bò mày. Ok vô ghẻ. Không có nó chưa chín đâu, để lại đi. Thôi mình ăn nấm chứ. Cái này chưa chín, chưa chín. Chưa chín đâu. Ê, chưa chín không? Ê, cháu chưa chín. Đi ăn bà đi. Nói trời nhiễu tùm lum. Đây, 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 đây. Trời, mày ăn gì đâu mà nhiễu nhã tùm lum vậy thật. Đi mày. Đây. Mày lại hỏi nhiễu luôn nè. Đấy. Nhiễu cho anh thêm cái nữa để nhiễu vô bàn ta. Ăn mày chối nhanh anh. Múc vào múc vô cái ổ. Vô lỏng cái mồm. Làm cục này đi. Ok mở bạn nha. Nè đã. Vì mày em ăn đi nhưng mà tao. Em nó cần kiếm chùi rồi. Sao hai chị nữ nói chưa? Dạ, đúng rồi. Mấy thanh niên này quá rồi. Ghê quá đúng rồi. Tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời nữa đúng không? Sao Út? Nay sung sướng chưa? Khỏe chưa? Khỏe. Khỏe là gặp anh Phú là khỏe liền đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu cái bệnh tật của nó chuyện qua cho anh này chưa nó kỹ luôn mà. Gặp đúng một lần duy nhất xong tự nhiên nó hết bệnh cái tiền sang cái đầu mình bệnh các bạn. Nói chung là cũng khỏe là anh mọi người. Đến đây thì mấy anh mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh mình. Đừng quên vào subscribe phải để quay kim cương mày đi file liên quân uy tín chất lượng nhé các bạn. Quay tay càng nhiều thì nổ hú sẽ càng cao nha các bạn. Ok càng cao nha các bạn. Mình là cái xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.